Tin sáng ngày 14 tháng 1, Tổng thống mới đắc cử của Đài Loan sẽ phải đối mặt với sự giận dữ từ Trung Quốc. Tên lửa Kinzhou làm dung chuyển Dnipro. Xe chiến đấu Ukraine tiêu diệt xe tăng tốt nhất thế giới của Nga. Nga tuyên bố tấn công tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine. Bệnh viện al của Gaza hết nhiên liệu, mất điện, trẻ sơ sinh gặp nguy hiểm. Làn sóng thoái vốn của doanh nghiệp Trung Quốc trước khi luật doanh nghiệp mới có hiệu lực. Liên Hợp Quốc, những diễn biến ở Biển Đỏ thực sự đáng báo động. Một chiếc xe buýt chở khách ở Nepal lao xuống sông. Tổng thống Indonesia muốn VinFast nhanh chóng đầu tư vào Indonesia. Quý vị đang theo dõi bản tin sáng ngày 14 tháng 1 của DKN. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị cùng thưởng thức cà phê sạch Burma Thuật, cà phê đông minh rang xay mộc, robusta, thơm nồng, đắng đậm, không chua, tạo bọt tốt, quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Reuters ngày 13 tháng 1 đưa tin Tổng thống mới đắc cử của Đài Loan lại Thanh Đức có thể sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn nhất của mình khi ông nhậm chức vào tháng 5 và phải đối mặt với sự giận dữ của Trung Quốc. Quốc gia đã nhiều lần tố cáo ông là một mối nguy hiểm của người ly khai. Ông Lại, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm thứ Bảy, đã nhiều lần nói trong chiến dịch tranh cử rằng ông muốn giữ nguyên hiện trạng với Trung Quốc. Nước tuyên bố Đài Loan là của riêng mình và đề nghị đàm phán với Bắc Kinh. Chúng tôi không muốn trở thành kẻ thù với Trung Quốc, chúng tôi có thể trở thành bạn bè. Ông lại, người được biết rộng rãi với tên tiếng Anh là William, nói với một đài truyền hình Đài Loan vào tháng 7. Nhưng theo quan điểm của Bắc Kinh, ông lại, 64 tuổi, là một người theo chủ nghĩa ly khai và là kẻ gây rối xuyên suốt vì những bình luận mà ông đưa ra lần đầu tiên vào năm 2017 với tư cách là thủ tướng về việc trở thành một người làm việc cho nền độc lập chính thức của Đài Loan một xanh giới đỏ đối với Bắc Kinh. Năm tiếp theo, ông nói với quốc hội rằng ông là một người thực tế vì sự độc lập của Đài Loan, khiến một tờ báo Trung Quốc, tờ Global Times, được nhiều người đọc, kêu gọi chính quyền Trung Quốc ban hành lệnh bắt giữ quốc tế đối với ông Lại và truy tố ông theo luật chống ly khai năm 2005 của Trung Quốc. Ông Lại khẳng định, ý của ông chỉ đơn giản là Đài Loan đã là một quốc gia độc lập. Trên con đường tranh cử, ông đã bám sát quan điểm của Tổng thống Thái Anh Văn rằng Cộng hòa Trung Quốc, tên chính thức của Đài Loan, và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không phụ thuộc lẫn nhau. Ông lại xuất thân khiêm tốn ở miền Bắc Đài Loan, con trai của một thợ mỏ than, bố ông đã qua đời khi Tổng thống mới đắc cử còn nhỏ. Là bác sĩ, ông lại khi còn trẻ, chuyên về chấn thương cuộc sống. Ông trở thành phó tổng thống của bà Thái vào năm 2020 khi họ giành chiến thắng với những lời cảnh báo về mối đe dọa của Trung Quốc đối với Đài Loan do Bắc Kinh đàn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Hồng Kông. Vùng Dnipro của Ukraine đã rung chuyển sau khi vụ tấn công bằng tên lửa Kinzhal của quân Nga. Các vụ nổ được báo cáo tại Dnipro vào sáng ngày 13 tháng 1. Dnipro rung chuyển sau khi lực lượng Nga phóng tên lửa X-47 Kinzhal vào thành phố này. Theo các nguồn tin địa phương và từ lực lượng không quân Ukraine, quân Nga cũng đã phóng tên lửa hành trình từ 6 máy bay ném bom Tu-95MS ở khu vực biển Caspia vào sáng ngày 13 tháng 1. Đợt tấn công của Nga đã gây ra cảnh báo không kích trên khắp Ukraine. Ngoài ra, các vụ nổ còn được báo cáo ở Kropinitsky và Kromenchuk. Người dân Ukraine còn báo cáo về một tên lửa chưa phát nổ đã rơi xuống giữa sân của một ngôi nhà. Quân Ukraine tiêu diệt thành công xe tăng T-90M, loại tiên tiến nhất của Nga, bằng hai xe chiến đấu Bradley. Cuộc giao tranh diễn ra tại làng Stepov, nơi quân đội Ukraine giao tranh với nhiều xe tăng Nga ở cự ly cực gần. Bằng cách sử dụng chiến thuật chính xác, lực lượng Ukraine đã làm gián đoạn hệ thống chiến đấu trên xe tăng Nga, khiến tháp pháo quay không kiểm soát. Sau đó, chiếc xe tăng đã va chạm với cây cối và khiến nó dừng lại. Các thành viên tổ lái Nga đã bỏ rơi chiếc xe tăng và tháo chạy. Những hình ảnh này được ghi lại bằng một chiếc máy bay không người lái trinh sát. T-90M là xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất được đưa vào biên chế tiền tuyến của Nga. Truyền thông nhà nước Nga luôn đưa tin rằng T-90M Provip là xe bọc thép tiên tiến nhất thế giới và nó rất phù hợp cho chiến tranh hiện đại. Trả lời phỏng vấn các blogger quân sự thân Nga, ông Putin cũng từng cho biết Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine T-90M Proviv là xe tăng chiến đấu chủ lực tốt nhất thế giới. Nga hôm qua tuyên bố họ đã tấn công các cơ sở sản xuất đạn dược và máy bay không người lái ở Ukraine và phá hủy một loạt các mục tiêu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một cuộc họp báo hàng ngày rằng lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của khu Liên hợp Công nghiệp quân sự Ukraine và họ nhắm mục tiêu vào những nơi sản xuất đạn pháo, thuốc súng và máy bay không người lái, và tất cả các mục tiêu ban đầu đều bị tấn công. Ukraine trước đó cho biết họ đã phát hiện 40 máy bay không người lái và nhiều tên lửa được phóng từ Nga. Có 8 tên lửa bị phá hủy và hơn 20 máy bay không người lái đã bị lực lượng tác chiến điện tử vô hiệu hóa. Cuộc tấn công của Nga cũng khiến lực lượng không quân ở nước láng giềng Ba Lan phải kích hoạt hệ thống phòng không trước khi mọi thứ trở nên bình thường. Bệnh viện al ở trung tâm Gaza, một trong những cơ sở y tế còn hoạt động cuối cùng ở khu vực này, đã mất điện hoàn toàn, sự cố này đang khiến tính mạng của những bệnh nhân và nhất là những trẻ sơ sinh gặp nguy hiểm hệ thống điện bị cắt khi không còn nhiên liệu cho máy phát điện và quân đội israel vẫn đang tiếp tục tấn công tại các khu vực lân cận một bác sĩ tại bệnh viện nói chúng tôi đang cố gắng làm việc với những gì chúng tôi có nhưng chúng tôi sẽ phải ngừng hoạt động hoàn toàn vì không có điện mất điện hoàn toàn thì làm sao chúng tôi có thể chữa trị cho bệnh nhân những đứa trẻ sơ sinh và sinh non cũng như bệnh nhân trong các phòng chăm sóc đặc biệt vì vậy mà đối mặt với nguy cơ tử vong cao Trước đây, truyền thông đã từng một lần công bố hình ảnh các nhân viên y tế làm việc trong phòng tối với những chiếc đèn pin và tình hình hiện tại còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Tiến sĩ Wada An Awadek, một trong những bác sĩ tại bệnh viện cho biết, chúng tôi làm việc nhờ ánh sáng của điện thoại di động để chăm sóc những đứa trẻ. Những đứa trẻ này cần được chăm sóc đặc biệt và các thiết bị này ngừng hoạt động chúng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Một bác sĩ khác cho biết, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chăm sóc ban đầu và điều đó rất khó khăn. Luật doanh nghiệp mới của Trung Quốc sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm nay. Những nội dung mới trong văn bản luật này đã gây ra làn sóng cắt giảm vốn mới và điều này chỉ càng làm tăng thêm sự suy thoái kinh tế của quốc gia này. Những người trong ngành tiết lộ rằng chỉ riêng ở Thâm Quyến có hơn 40.000 công ty đã giảm vốn trong nửa tháng qua với số vốn giảm xuống ít nhất 10.000 nhân dân tệ. Trung Quốc đã thông qua luật doanh nghiệp mới sửa đổi bổ sung vào ngày 28 tháng 12 năm ngoái và luật dự kiến có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm nay. Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trong luật mới này là những quy định trong việc đăng ký thành lập hay mua bán các công ty trách nhiệm hữu hạn. Quy định mới nêu rõ số vốn góp của tất cả các cổ đông phải được các cổ đông thanh toán đầy đủ theo quy định tại điều lệ công ty trong thời hạn 5 năm. Quy định này cũng áp dụng cho các công ty đã đăng ký và thành lập trước khi luật doanh nghiệp mới có hiệu lực. Sự điều chỉnh này được cho là khắc phục hạn chế của luật doanh nghiệp năm 2013. Khi trên thực tế, tại Trung Quốc, một số công ty để mức vốn điều lệ hàng trăm tỷ đồng làm vỏ bọc để xin giấy phép kinh doanh. Một số công ty này sau đó hoạt động kinh doanh lừa đảo và phi pháp. Mặc dù vậy, yêu cầu vốn góp mới điều chỉnh này đã gây ra làn sóng cắt giảm vốn của các công ty trên khắp Trung Quốc và một nguồn tin chia sẻ với Đại kỷ nguyên Tiếng Trung cho biết, chỉ tính riêng ở Trung Quốc, sau khi luật công ty mới nhất được công bố, đã có hơn 40.000 công ty làm thủ tục giảm vốn điều lệ để tránh các hình thức xử phạt của nhà nước khi luật mới có hiệu lực. Các chuyên gia nhận định làn sóng cắt vốn phản ánh sự thiếu tin tưởng của chủ doanh nghiệp vào nền kinh tế Trung Quốc hiện tại. Đối với làn sóng giảm vốn hiện nay, còn có ý kiến cho rằng điều này phản ánh tình trạng suy thoái kinh tế của Trung Quốc. Nhiều người chủ doanh nghiệp hiện đang không có tiền mặt trong tay nên họ không thể đóng các khoản như vốn điều lệ đã đăng ký này. Chưa kể, ở Trung Quốc các doanh nghiệp trước đây rất khó vay vốn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp tư nhân, nhưng hiện tại thì khác. Các ngân hàng cần có doanh nghiệp vay vốn doanh nghiệp, nhưng họ lại không vay. Sau 3 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát dịch bệnh, làn sóng đóng cửa doanh nghiệp cùng với sự sụp đổ của ngành bất động sản Trung Quốc vào năm 2023 đã gây ra hàng loạt cú sốc trong ngành, trong đó có ngành ngân hàng, triển vọng cho năm 2024 thậm chí còn ảm đạm hơn. Ngày 8 tháng 1, Eurasia Group, công ty tư vấn rủi ro chính trị lớn nhất thế giới có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã công bố báo cáo những rủi ro hàng đầu mà thế giới phải đối mặt vào năm 2024, Báo cáo này liệt kê sự thất bại của nền kinh tế Trung Quốc trong việc phục hồi là xếp nó là một trong 10 rủi ro hàng đầu trong năm nay. Truyền thông dẫn lời trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về vấn đề Trung Đông và châu Á Thái Bình Dương cho biết những diễn biến ở Biển Đỏ có nguy cơ làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực và thực sự đáng báo động. Hội đồng với 15 thành viên đã họp một ngày sau khi Mỹ và Anh với sự hỗ trợ của Úc, Barian, Canada và Hà Lan tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Yemen. Trợ lý Khaled Khiari trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nói thêm rằng họ kêu gọi hội đồng nỗ lực cùng với tất cả các bên liên quan ngăn chặn sự leo thang căng thẳng khu vực hoặc các hành vi phá hoại hòa bình, an ninh hoặc thương mại quốc tế. Lực lượng vũ trang Yemen cho biết họ nhắm mục tiêu vào các tàu liên kết với Israel để thể hiện tình đoàn kết với người dân Gaza và cho biết Mỹ và Anh sẽ phải trả giá đắt trong khi đó, Hoa Kỳ đã và đang cung cấp cho Israel sự hỗ trợ quân sự và chính trị không giới hạn trong cuộc tấn công dữ dội vào Gaza. Họ đã trang bị cho Tel Aviv hơn 10.000 tấn khí tài quân sự. Phía Mỹ cũng phủ quyết tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 23 người khác bị thương sau khi một chiếc xe buýt chở khách lao xuống sông Rapti ở tỉnh Lumbini của Nepal. Truyền thông đưa tin về một vụ tai nạn xảy ra vào đêm khuya ngày thứ Sáu khi chiếc xe buýt đi từ Nepanguni đến Kathmandu đã chạy khỏi cầu Rapti ở Bralubak và lao xuống sông dọc theo đường cao tốc Đông Tây. Báo cáo cho biết, 12 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn sau khi một chiếc xe buýt chở khách rơi xuống sông Rapti. Có hai người Ấn Độ nằm trong số những người thiệt mạng. Phó thanh tra cảnh sát Sanda Tiwari cho biết, tất cả những người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Đại học Y khoa Nepanguni ở Kuhapu để điều trị. Cảnh sát cho biết nguyên nhân đằng sau vụ tai nạn vẫn chưa rõ ràng và tài xế xe buýt Lan Bahadur Nepali, 28 tuổi, đã bị bắt giữ để điều tra. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đến thăm nhà máy sản xuất ô tô VinFast của Việt Nam vào hôm qua. Ông này cho biết sẽ tạo điều kiện cần thiết để tập đoàn VinFast có thể nhanh chóng xây dựng nhà máy và đầu tư vào Indonesia. Trong chuyến thăm nhà máy rộng lớn ở thành phố Cảng Hải Phòng, miền Bắc Việt Nam, ông Widodo đã có dịp ngồi sau tay lái trước ô tô điện VinFast trước khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam 3 ngày. Nhà sản xuất xe điện từ Việt Nam cho biết họ sẽ đầu tư 1,2 tỷ đô la vào Indonesia và xây dựng một nhà máy có tiềm năng sản xuất tới 50.000 xe mỗi năm. Xanh SM, hãng taxi có toàn bộ xe thuộc tập đoàn VinFast, cũng công bố kế hoạch đầu tư 900 triệu đô la vào Indonesia. Theo ABC News, Kế hoạch mở rộng tại Indonesia của VinFast là một phần trong mục tiêu toàn cầu của tập đoàn này là bán xe điện tại 50 thị trường trên toàn thế giới. ABC News ghi nhận động thái xuất khẩu xe điện sang Mỹ của VinFast và việc đầu tư xây dựng một nhà máy xe điện trị giá 4 tỷ đô la ở Bắc Carolina. Nhà máy này dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm nay. Đầu tháng này, VinFast cho biết họ có kế hoạch chi tới 2 tỷ đô la để xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện ở Ấn Độ, thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới. Kính thưa quý vị, bản tin sáng của DKN đến đây kết thúc. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Chúc quý vị một ngày mới luôn vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc. Mai anh xin kính chào và hẹn gặp lại.